trường máy tính bảng. Tính trung bình chỉ một máy tính bảng được bán ra trên mỗi 10 smartphone được bán. Dù không có được doanh số như trước đây nhưng điều đó không có nghĩa là phân khúc tablet không còn quan trọng. Dòng iPad của Apple tiếp tục dẫn đầu thị trường máy tính bảng trong quý 2 năm 2019. Táo khuyết đã bán được 12,3 triệu chiếc, chiếm 38,1% thị phần máy tính bảng toàn cầu, mức tăng trưởng 6,1%. Đây là mức tăng trưởng khá mạnh so với 11,6 triệu iPad được bán vào quý 2 năm 2018 iPad Air ra mắt cuối tháng 3 vừa qua được cho là đã thúc đẩy doanh số máy tính bảng của Apple. Sự xuất hiện của nó giúp tăng gấp đôi doanh số máy tính bảng tương thích Smart Keyboard, bao gồm iPad Pro. Kết hợp tất cả, dòng iPad của Apple đã trải qua sự sụt giảm doanh số hàng năm là 7,5%, khả năng do thiếu một mẫu iPad cơ bản được nâng cấp. Tuy nhiên, sự ra mắt của iPad mini thế hệ thứ năm có lẽ đã giúp ngăn chặn sự suy giảm một chút. Tuy chưa có thông tin về doanh số quý này, nhưng sự kỳ vọng vào iPad 10,2 inch sắp ra mắt của Apple sẽ thay thế model 9,7 inch giúp tăng doanh số đáng kể. Sau Apple là Samsung ở vị trí thứ hai với 4,9 triệu máy tính bảng được bán ra trong quý 2 năm 2019. Con số này giảm 100.000 chiếc so với số liệu được báo cáo cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức tăng trưởng giảm 3 3,1%. Mặc dù vậy, do sự sụt giảm chung của doanh số máy tính bảng toàn cầu nhanh hơn nên thị phần của gã khổng lồ Hàn Quốc lại tăng từ 14,9% lên 15,2%, xếp ở vị trí thứ ba. Huawei có doanh số máy tính bảng đạt 3,3 triệu chiếc trong quý 2 năm 2019 và thị phần chiếm 10,3%. Con số này giảm so với mức 3,5 triệu chiếc và thị phần 10,5% ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Dù hiệu suất bán máy tính bảng của Huawei không ổn, nhưng đây rõ ràng là một kết quả không quá tệ khi hãng này phải đối mặt với những khó khăn từ thương chiến Mỹ Trung, nằm trong top 5 ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Amazon và Lenovo. Gã khổng lồ bán lẻ Amazon đã bán tổng cộng 2,4 triệu chiếc Kindle chiếm 7,4% thị phần, đạt mức tăng trưởng hàng năm 46,3%, Lenovo bán được tổng cộng 1,9 triệu máy tính bảng trong quý 2 năm 2019, chiếm 5,8% thị phần.